Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm lại video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đã bảo ăn rồi. Mặn. Mua về đây. Không edit à? Đấy, đang làm. Đang làm, vẫn tính gì lựa. Lựa đây là số lệ để lấy cái... Viết thành bản. Trên đấy có gọt không em ơi? Ở đây là tìm gọt đây. Anh tìm chẳng thấy rồi nè. Còn cái tẩy. Mà gì? Tẩy nó nọ mà tẩy thì các bạn xong. Bây giờ tẩy. Đời. Chúc vui nè. Dễ. Thì khó rồi. Khó rồi chứ. Ngọt như gần đây mấy rồi sang kìa. Đợt của mình tặng mẹ rồi. Đừng ra. Đi cho nó ngọt với em mẹ ngọt. Mâm cái lên gì để khoe. Ôi trời ơi. Chẳng có đường nữa. Nhìn ngu ngu mà nói phết. Chó quá. Dâu. Ở dưới này thường một điện thoại mà mày. Dạ.
Đây, thưa mẹ đây. Đã chơi gì? Xem. Con như vậy, em bảo hai con này. Tôi một xong, nếu bạn nghe cho mình xin like và đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm lại video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Để đây. Để đây, để làm kia. Bịt mạnh em. Ghét ngứa, chó cũng ghét. Ui, nhanh không nhẹ gãy rồi. Nhưng mà vẫn còn được mà. Bịt nghe mà, đi chất mẹ còn cái gọt này. Gãy rồi. Phiền ghê các bạn. Nhằm xưa có bút cái bạn đi. Cái gì không phải bịt cái gọt này của tiếng gì mang đây đây dạ bịt mạnh bứa gọt bừa rồi cái gì vậy anh hòm lại gọi mấy màu rồi à. Nhưng mà đâu vậy gãy ơi mượn đó gọt ngu mới gãy đâu cái lòng đấy đầy pin đấy cứ thang hết pin pin mới đang xem được tôi bây giờ chặt cho mình ảnh đéo ai nhìn được đây cái đầu lò này đã mình mới chặt bốn cái dấu sạc rồi mình sang đi người ta ra rút đấy đấy pin đấy có định nghệ năm mới đang mình đẳng cấp thế năm chọc kia dài đi mua ta đã đo cho con mẹ luôn ta thắng 100 người luôn thế thì không đó 100 nghìn em hộ 4 phát cả cầu cả dây nhanh bố mày có nhìn đi bố mày có mua làm cái đéo mua họ tao cứ phải nhà 100 nghìn cả cầu cả dây hộ bố mày ăn bố là nhặt được nói chuyện anh cũng được cho thấy gì không cái lòng chú vào tách dậy ở đây nhắn là vi nhắn
11 đi nét. Mình em mẹ bắt đầu đó. Biết biết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cho em ở đâu. Nhà tay có tí tiền bắt hôm nay đi luôn cái gì đây đi cặp mày đại tiền đây mọi nhà bố đi làm nó sướng cái đời đại tiền đấy cắt cắt mình tiêu tiêu việc quan trọng. Nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.